Honor brand em của Huawei mới ra mắt một chiếc smartwatch siêu mới có hỗ trợ eSIM và đó là chiếc Honor Watch 4. Và vì hỗ trợ eSIM thì chiếc smartwatch này còn có thể dùng để kết nối đồng hồ với không chỉ một SIM mà là hai SIM khác nhau trên điện thoại. Honor Watch 4 có thiết kế đẹp mắt, màn hình vuông bao tròn bốn góc rất là thời thượng. Ngoài ra thì em nó sẽ có ba tuyệt chọn màu sắc dây đeo đó là đen, trắng và xanh. Chiếc smartwatch này sở hữu màn hình là AMOLED vừa to mà vừa sắc nét, chưa kể còn có thêm tần số quét là 60Hz. Thiết kế này thì không có quá mới lạ, là mình liên tưởng đến chiếc Redmi Watch 3 mới vừa được ra mắt gần đây của nhà Xiaomi. Tính năng của em này thì cũng rất là đầy đủ. Honor Watch 4 thì sẽ có khoảng 85 chế độ thể thao, đi kèm với đó là 12 bài luyện tập chuyên nghiệp. Đặc biệt thì em này có thể theo dõi giấc ngủ nè, sàng lọc rung thông nhĩ và chứng ngưng thở khi mà ngủ nữa. Và nếu mà chỉ kết nối em này với điện thoại và dùng ít thì em nó có thể duy trì đến là 10 ngày. Còn khi mà được sử dụng độc lập với eSIM á thì em nó có thể dùng được trong khoảng 3 ngày trở lên. Ở Trung Quốc thì em này đã được lên kệ với mức giá chỉ xấp xỉ 3,13 củ khoai ở Việt Nam thôi. Có những cái đặc điểm siêu đỉnh như thế này thì mình nghĩ em này sẽ là một trong những cái đối thủ đáng gờm trong phân khúc giá này. Follow và subscribe tụi mình để đón xem những thông tin thú vị và mới nhất về smartwatch cũng như là đồng hồ nữa nha.